tuyệt vời. Các bạn ơi, hôm nay mình cùng với em Bông đi học về đấy. Bây giờ mình với em đấy phải đi về nhà ngay, không thì trời đã gần trưa rồi. Chắc là bố mẹ đang chờ mình ở nhà đây. Mình phải về luôn mới được. Tại sao ngươi lại dám đi vào địa bàn của ta? Ta đang đi học về, ngươi mau tránh đường ra, tên người sói xấu xa kia. Nhanh lên. À, tự nhiên lại có con mồi xuất hiện ở đây. Ta đang đói bụng. Không, không được. Chị ta không tham ngon đâu. Ngươi mau tránh đường đi. Đúng là con sói xấu xa mà. Ngươi dám nhiều lời à? Hãy xem ta ăn thịt ngươi đây. Các bạn ơi, hôm nay tớ dẫn bạn khổng lồ xanh này ra ngoài này cho bạn ấy tập thể dục đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy người khổng lồ xanh của tớ ngầu chưa? Tớ bắt của bạn đấy này. Ôi, các bạn hãy nhìn bạn khổng lồ xanh này của tớ đấm vào cây đây. Nhìn này. Ôi. Các bạn thấy người khổng lồ xanh của tớ khỏe chưa? Đấm rung hết cả cây rồi. Bây giờ tớ phải đi khoe với các bạn về sức mạnh của bạn khổng lồ xanh này mới được. Ôi. Tại sao ngươi lại dám đi vào địa bàn của ta? Đường nào là đường của nhà ngươi? Đây là đường chung dành cho tất cả mọi người. Ngươi hãy khôn hồn thì mau biến đi chỗ khác, đừng có mà chặn đường của ta. Nice. À, ngươi dám to mồm à? Ngươi chưa thấy quan tài chưa đủ lệ đúng không? Ngươi mới là không sợ chết đấy. Ở đây ta có bạn khổng lồ xanh này, ta không sợ ngươi đâu. Ngươi dám nhiều lời à? Hãy xem ta ăn thịt ngươi đây. Ôi ôi, con sói kia. Hãy xem ta bảo bạn khổng lồ xanh xử lý ngươi đây. Ta phải ăn thịt thêm cả ngươi nữa. Đứng lại mau. Các bạn ơi, không biết là cái con người xoáy đi nó đi chưa nhỉ? Nó cứ chặn đường đấy kia, mình không về được nhà mất. Mình thấy đáng sợ quá. Thôi, tốt nhất là mình cứ náu ở đây hả? Chờ bao giờ nó đi khỏi thì mình ra. Náu ở đây là Trung ơi. Con nghe nè. Đại Trung à, sao bạn chạy hốt hoảng thế? Thế con bạn, tại sao bạn lại ngồi ở đây vậy? Đại Trung ơi, bạn không biết thì thôi. Ở đằng kia có một con người sói, nó chặn đường lúc tớ đang đi học về ấy. Nó ăn thịt mất cái mông của tớ rồi. Thì hóa ra con người sói kia nó cũng chặn đường bạn à? Ôi, nó cũng chặn đường tớ, nó cũng ăn mất bạn người khổng lồ xanh của tớ rồi. Bây giờ phải làm sao hả bạn Trung? Cứ để nó chặn đường như thế không được đâu. Con chó sói này nó lộng hành quá. Bây giờ chúng mình phải nghĩ cách gì để xử lý nó mới được bạn Nhân ơi. Bạn Trung ơi, bạn có nghe tiếng âm thanh phát ra từ đâu không nhỉ? Ôi bạn Huyền ơi, nhìn kìa, ở đằng xa kia có một cái tàu bay vũ trụ, nó đang thả bạn Godzilla xuống. À đúng rồi, hay là bây giờ bọn mình nhờ bạn Godzilla tiêu diệt tên người sói xấu xa kia cho bọn mình. Ừ đúng rồi, bạn Huyền nói hợp lý đấy. Bây giờ tớ nghĩ là bạn Huyền nên chạy ra nhờ bạn Godzilla tiêu diệt con sói kia đi bạn Huyền ơi. Bạn Trung ở đây đợi tớ, tớ ra đấy tớ nhờ bạn Godzilla. Chào bạn Godzilla nha. Xin chào bạn Huyền. Bạn Godzilla ơi, ở đằng kia có một tên người sói rất xấu xa. Tên người sói đấy ở đâu? Hãy dẫn tớ đến đó. Tớ sẽ tiêu diệt hắn. Không biết là bạn Huyền có nhờ được bạn Godzilla tiêu diệt được con chó sói đấy không? À các bạn ơi, nhìn kìa, bạn Huyền đang dẫn Godzilla đi tiêu diệt con chó sói đấy rồi các bạn ạ. Tên người sói xấu xa kia, ngươi mau thả em bông của ta ra. Nếu không thì đừng trách ta. Ngươi vẫn dám quay lại đây à? Ta không sợ ngươi đâu, mau tránh đường ra. À, lại là Godzilla. Ở đâu lại xuất hiện Godzilla thế này? Chúng ta thôi. Ê, Godzilla của bạn Huyền lợi hại thật. Đã tiêu diệt được con chó sói đấy rồi. Đúng rồi, may của bạn Godzilla đấy. Cảm ơn Godzilla nha. Nhờ của bạn nên là mới tiêu diệt được tên người sói đấy. Sau này các bạn có chuyện gì hãy gọi cho tớ nhé. Bạn Trung ơi, tên người sói đây đã bị tiêu diệt rồi. Còn em Bông và người khổng lồ xanh ở đằng kia kìa. Chúng ta mau chạy lại đấy tìm hai em đấy đi. Ừ đúng rồi, còn em người khổng lồ xanh của tớ nữa. Chúng mình lại chạy lại đấy đi bạn Huyền ơi, đi thôi. Bạn Trung ơi, bạn tìm thấy chưa? À, bạn Huyền ơi, người khổng lồ xanh của tớ đây rồi. Ui, bạn khổng lồ xanh tìm thấy rồi. Thế em Bông của tớ đâu nhỉ? Ừ, con em Bông của bạn Huyền đâu rồi? Tớ tìm từ nãy đến giờ không thấy đâu cả. Chết rồi, có lẽ nào em Bông của tớ lại bị tiêu hóa rồi không?
chắc không phải đâu bạn Huyên ạ. Tớ vừa thấy em bông của bạn Huyên và bạn khổng lồ xanh của tớ bắn ra mà. Chúng mình cứ tìm xem em bông của bạn ở đâu đi. Rồi làm thế nào bây giờ? Không tìm thấy em bông của tớ ra mẹ tớ mắng đấy. Ôi, bạn Trung ơi, nhìn đằng kia kìa. Một con khủng long to quá. Nó đang bắt em bông của tớ hay sao ấy? Ôi bạn Huyên ơi, một con khủng long siêu to luôn. Sao ở đây lại xuất hiện thêm cả khủng long nhỉ? Đáng sợ quá. Ôi khủng long kìa, mau lấy bông của ta đi. Đúng rồi, nó định làm gì ở đây? Bạn Huyền hãy mau bàn pháo sáng gọi Godzilla đi. Tín hiệu được gửi đi rồi. Không biết là thấy đến không nhỉ? Đúng quá. Nóng xấu xa thật. Thôi, chúng mình có khi đi về đi. Đúng rồi, đi cả đường không có quay vật nữa. Mau mau về đây bạn Trung ạ, đi thôi.